Để có được trường hợp lãi đúng không? Thì trước mắt mình sẽ vào bảng cân đối số phát sinh để mình xem là cái số liệu của mình nó đang như thế nào. Thế thì ở đây nhá, trường hợp lỗ đây là trường hợp nguyên bản của em đúng không? Đang lỗ 69 triệu. Thế bây giờ chị muốn là làm một cái trường hợp về lãi thì chị sẽ tạo ra một bút toán cho nó tăng cái doanh thu lên đúng không nào? Đồng ý không? Thì ở đây em đang lỗ là 69 triệu. Bây giờ chị sẽ làm một bút toán cho thêm doanh thu là 100 triệu nữa. Em hiểu không? À, thế thì em sẽ vào chứng từ nghĩa vụ khác ở đây này nhá. Click em ghi là doanh thu ngày 30 tháng 9, doanh thu tăng thêm nhá. Chị sẽ tạo như vậy đi. Mà tuy nhiên là đây là cái báo cáo này mình chưa phải là báo cáo chốt cuối cùng để em nộp, mà chị cũng chỉ làm một bút toán và chị sẽ sửa ghi chú ở đây là mình sẽ xóa đi. Nhưng mà sau này mà em mà làm báo cáo tài chính đấu thầu hay là báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng em cần ấy, thì em sẽ phải sao lưu cái dữ liệu data visa gốc này ra nhá. Sau đó em phục hồi, cái này chị dạy em chưa nhỉ? Chưa đúng không? Đúng rồi, cái buổi này là buổi cuối thì chị mới dạy các học viên. Thế thì chị sẽ phục hồi lên một cái data khác rồi đổi tên là gì nhỉ? Báo cáo vay vốn, em hiểu không? Đấy là một cái lưu ý chị nói thêm cho em thôi. Nợ cho tài khoản 111, có cho tài khoản là 511 này. Ví dụ như thế đi. 100 triệu. Rồi chị cất ở đây. Thế sau đó bây giờ chị chỉ cho em này. Tại sao là mình phải làm như vậy này? Sau khi chị xem thêm một bút toán để chị đưa cho em cái trường hợp lãi để sau này cuối năm khi em phát sinh trường hợp nào em cũng sẽ tự mình làm được. Đây, em nhìn thấy không? Cái năm 11 này chị vừa thêm xong một cái nhưng chị không kết chuyển lại, đúng không? Thì nó vẫn dư có của tài khoản 511 chứ nó không thể hết được. Như vậy ở đây khi em đã kết chuyển một cái bút toán rồi, bây giờ em lại thêm một bút toán nữa, tức nó sẽ chồng chéo lên nhau. Em hiểu chưa? Đây này, ở đây mới chỉ bây giờ mình kết chuyển tất cả rồi, bây giờ mình chỉ thêm có mỗi 511 thôi thì em không xóa cái cũ đi thì nó chỉ kết chuyển cái phần phần còn lại thôi. Cho chính vì thế ở đây ấy, em phải bấm Ctrl A bỏ đi cả hai bút toán này đi. Nhớ chưa? Và kết chuyển lại. Nhớ cho chị là em muốn giỏi sau buổi học em phải làm đi làm lại và em phải thao tác nhiều lần thì em mới nhớ được phần mềm và em mới hiểu được bản chất nhá. Về phải làm chứ. Đấy, cứ làm đi làm lại xong rồi tạo ra các tình huống mà chị dạy đi. Có gì đâu. Đây là dữ liệu mà tí nữa chị sau buổi học chị sẽ dạy em sao đi phục hồi luôn. Và chị sẽ phục hồi cho em một cái bản nháp để em làm. Hiểu chưa? Vậy này, sau khi em ghi tiếp nào, sau khi kết chuyển lại lãi lỗ thì để kiểm tra báo cáo tài chính, em ghi vào phần báo cáo. Mở bảng cân đối tài khoản ra. Chọn thời gian cần xem báo cáo. Thì chị mới cân cho em đến 30 tháng 9 2019 thôi, đúng không? Và chọn bậc tài khoản là bậc 3. Bậc tài khoản là bậc 3 và bấm hiển thị số thứ hai bên. Ghi chú cho chị nhé, là phải bắt buộc bấm hiển thị số dư hai bên. Ghi như vậy đi. Nếu như em không bấm hiển thị số thứ hai bên này là công nợ của em sẽ bị sai. Tức là lúc này công nợ trên báo cáo tài chính sẽ khác với công nợ chi tiết. Em hiểu chưa? Cho nên phải bấm cái chữ hiển thị số dư hai bên, cái này rất là quan trọng nhá. Đồng ý. Đấy, thế thì ví dụ đây này, tại sao chị lại phải chọn là hiển thị số dư hai bên nhá? Đúng không? 131 này, nó vừa dư bên nợ này, nó vừa dư bên có này, đúng không? Bây giờ mình sẽ xuống phân tích tiếp cho chị cái phần gì nhỉ? Đang làm phần quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì bây giờ ở đây nó đang lãi đúng không? À. Nó lãi 30.296.370 đồng. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào phần nào? Phần thuế, đúng rồi. Mình sẽ xóa cái trường hợp buổi trước mình học trường hợp lỗ đi. Ta xóa đi. Rồi, bây giờ ta bấm vào tô quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Được chưa? Mình đang mới cân đến 30 tháng 9 thôi, thì mình cũng sẽ làm đến 30 tháng 9. Tức là cái tháng đấy nó có bao nhiêu ngày thì mình phải lấy cái thời gian tối đa em nhé.
Ví dụ như em cân đối đến 31 tháng 12 mà em phải để 31 tháng 12 chứ không thể để 30 tháng 12, báo cáo sẽ sai. À, ở đây mình sẽ chọn cho chị là phụ lục 03-1A. Còn chị giới thiệu thêm một cái phụ lục, đó là phụ lục 03-2A. Đây là cái kết quả chuyển lỗ của năm trước chuyển sang năm nay. Em hiểu chưa? Khi mà em tính ra được cái lợi nhuận từ cái phụ lục 03-1A này nha, chị giải thích cái, cũng là như cái bài toán hôm nọ thôi. Thì ở đây cái dòng số 19 thế này, mã chỉ tiêu này, nó nói đây là tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp. Hiểu không? Nha. Tức là có nghĩa là trước hay tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp vào đây nha. À, đây là một cái điểm khác biệt. Tí nữa chị sẽ so sánh cho em hai cái kết quả kinh doanh ở hai cái báo cáo khác nhau, nó có sự khác biệt gì, và em sẽ kiểm tra bằng cách đó. Thế sang tờ khai ở đây này, em nhìn này, 30.296.370 đồng nhân với 20% thì sẽ ra được số thuế này, đúng không? Vậy em ghi cho chị này, sau khi lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, nhìn ở chỉ tiêu D1 nhá, là thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động sản xuất kinh doanh phải nộp sau quyết toán bằng bao nhiêu, em ghi bằng bao nhiêu nhỉ, thì vào phần mềm kế toán MISA, cụ thể vào chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán thêm nợ tài khoản 821 2 chấm cho chị. Chị ghi luôn đó là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp nợ 8212 2 chấm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay phải trích. À, rồi có cái tài khoản 3334 thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Chị giải thích bút toán. Trong cái bút toán này thì sao? Chi phí thuế thu nhập làm sao? Tăng lên. Đúng không? Chi phí tăng. Và đồng thời thuế thu nhập doanh nghiệp làm phải nộp làm sao? Cũng tăng lên. Đúng rồi nhá. Cũng tăng lên. Và ở đây người ký chị ghi là giám đốc. Sau đó mình bắt đầu cất lại nào. Bây giờ em ghi cho chị cái số tiền 6.059.274 này, đồng này ra một cái tờ giấy nháp đi. 6.059.274. Được chưa? Rồi. Bây giờ ta đóng cái màn hình này lại, đúng không? Rồi, bây giờ ta sẽ sang cái gì? Vào chứng từ nghiệp vụ khác, đúng rồi. Ngày 30 tháng 9. Còn khi đương nhiên cuối năm thì em phải để ngày 31 tháng 12, nhớ chưa? Nợ 821 này. Trong đó ở trong này mình không tách ra thì em cứ cụ thể là 821, không cần chi tiết được, có tài khoản 3334 nhá. Số tiền đánh vào số tiền em vừa ghi ở nháp ra đi. Đấy, cuối năm làm như thế này. Bây giờ chị dạy như thế nào, cuối năm em làm y chang như thế luôn. Em vận dụng các trường hợp mà chị dạy đó nhá. Chị hỏi em, trường hợp lỗ với trường hợp lãi này có gì khác nhau? Trường hợp lỗ hôm nọ đấy. Lỗ thì đâu như lỗ thì mình vào chi tiêu phòng 3A ấy, không phải làm gì nữa, mà lãi thì mình làm tiếp tục. Đúng rồi, chuẩn. Vậy bây giờ chị hỏi em một câu nữa là sau khi em cái định khoản cái bút toán này xong, em có phải làm gì nữa không? Sau đó làm lại bút toán phát triển mới. Chuẩn. Bởi vì sao? Nó ảnh hưởng đến cái tài khoản nào? 821 đấy, cho nên chính vì chị phải đọc cái câu mà mở ngoặc trong đó có 821 đúng không? Thì đến đây em sẽ rất là dễ phát hiện ra. Rồi, xóa bút toán kết chuyển này đi và bỏ ghi kết chuyển lại. Và tại sao chị chỏi chỉ cho em luôn này? Đây này. Cứ mỗi lần mà cứ thay đổi một cái gì đó liên quan đến đầu năm nhá. Và đầu cho đến đầu 9 là y rằng là phải làm lại một cái kết chuyển, em nhìn đâu. Nếu không làm cái chuyện thì ở đây phần mềm nó không bao giờ nó tự động cái chuyện đâu. Nghe chưa? Chị giải thích tiếp này. Lúc này cái lợi nhuận nó bị làm sao? Lợi nhuận giảm đi, đúng không? Bởi vì sao? Nó tăng thêm, tức là đây là lợi, lúc này đây chính là lợi nhuận sau thuế, đúng không? Cái lúc mà mình chưa cái làm cái quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ấy, mình chưa thêm quyết toán 821/3334 vào đây ấy, thì đó chính là lợi nhuận trước thuế,
Em hiểu chưa? À, còn đây là lợi nhuận sau thuế, nghe chưa? Cho nên tí nữa chị sẽ cho em hai cái báo cáo, đều là cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gắn ở hai cái tờ khai, đó là tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, hai là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính. Nó sẽ có sự khác nhau một chút ở cái phần thêm, một bên là lợi nhuận trước thuế, một bên là lợi nhuận sau thuế. Có bạn hỏi chị ơi, ôi chị Lam ơi, tại sao lại hai cái báo cáo này cùng tên với nhau mà lợi nhuận nó khác nhau? Thì đến khi chị giải thích ra, nếu báo cáo đầu tiên là chị nói nghe mà cuối cùng là 30 triệu á. Đúng, chính xác, đó là cái kết quả đấy là 30 triệu là chưa có thuế. Còn cái này là có thuế rồi, đương nhiên nó khác nhau. Thế có bạn bảo ôi chị dạy em không đúng, là không phải, mà vì là hay là gì nhỉ, báo cáo này kế toán cũ làm không đúng, mà cũng không phải, đấy là đúng, là chính xác, là mình phải biết cách nhìn ở cái phần này nhá. Cất đi. Rồi, em ghi này. Thế sau khi làm tất cả các cái quy trình đấy, gì nhỉ, nào là lập quyết toán này, tính ra số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp này, và thêm một cái chứng từ nghiệp vụ khác này, kết chuyển lại lại lỗ này. Vậy này, kết luận, em ghi một câu kết luận. Và đồng thời em ghi, mình sẽ vào phần báo cáo, chọn báo cáo tài chính, chọn bảng cân đối tài khoản, hiện thị số dư hai bên, bấm vào bậc 3. Thế thì bây giờ này, đến đây em sẽ tìm cho quan tâm chị một chỉ tiêu nữa, đó là đây 3334, em ghi này. Sau đó vào bảng cân đối tài khoản, kiểm tra tài khoản 3334 nhá. Nếu nó nằm phát sinh bên có của tài khoản 3334, thuế thu nhập doanh nghiệp này, nếu như nó phát sinh nó dư bên có thì chứng tỏ đây là cái tiền thuế thu nhập doanh nghiệp ấy, cuối năm em phải nộp thêm vào ngân sách nhà nước. Nhưng mà trong cái trường hợp này chị đưa ra ví dụ, có nghĩa là trong năm thì em đã nộp đồng thuế nào chưa? Chưa, đúng không? Bởi vì bên nợ có gì đâu, bên nợ của tài khoản 3334 là thể hiện cái số thuế em đã nộp, đúng không? Bên có của tài khoản 3334 ấy, nó là số thuế em phải nộp, đúng rồi. Nếu như trong năm em nộp 3 triệu rồi thì em định khoản nợ 3334 có 112. Thì bây giờ cuối năm mình có tính toán cái số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đi chăng nữa thì nó lấy bên có mà trừ đi bên nợ ấy, thì nó sẽ có số dư bên có là nó giảm đi là còn 3.059.274 đồng. Em có hiểu không nào? Như vậy nhá. Về cái quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, bây giờ chị cho em xem cái quá trình chị lập báo cáo tài chính đây này. Bây giờ quay ra nội dung tiếp theo, đó là cách lập báo cáo tài chính. Em ghi câu này, sau khi cân đối tất cả các chỉ tiêu mà chị đã hướng dẫn, đúng không? Ví dụ như là gì? 131 này, 331 này, chị bắt em kiểm tra, đúng không? Đối chiếu, đúng không? 133 khớp với trên tờ khai thuế này, 242 khớp với báo cáo công cụ này. Ghi được chưa? 214 khớp với báo cáo khấu hao tài sản cố định này. Nhá. Kiểm tra doanh thu so với giá vốn này, tính ra lợi nhuận của từng mảng này, đúng không? Và tính cả phương pháp tính giá thành này. Đó. Rồi làm gì nữa? Lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từng trường hợp này. Thì từ đó xong xuôi rồi, bắt đầu mới đi lập báo cáo tài chính. Rồi. Cách lập. Trước khi lập báo cáo tài chính, cần kiểm tra lại tài khoản một lần nữa. Nghĩa là gì? Kiểm tra lại là kiểu gì thì kiểu cho tài khoản đầu năm mà đến đầu 9 này này. Nghe chưa? Mà có số dư thì không bao giờ lập nổi báo cáo tài chính đâu. Kiểu gì nó cũng bị sai ấy, hiểu không? Bởi vì lúc đó tổng tài sản và tổng nguồn vốn của nó sẽ không cân đối nhau. Em hiểu ý chị không? Nhá. Tức là có nghĩa là về bản thân của kế toán, tổng tài sản và tổng nguồn vốn phải bằng nhau rồi. Nhưng không có nghĩa là cứ bằng nhau là đúng, đúng không? Cả một quá trình dạy em, chị phải phân tích rất nhiều vấn đề thì em mới ra được cái báo cáo tài chính đúng. Nhưng mà cái vấn đề sai nghiêm trọng nhất đó là tài khoản đầu năm cho đến đầu 9 mà có một cái nghiệp dù bị lệch một đồng thôi, dù chỉ dư ra một đồng thôi thì lên bảng cân đối kế toán không lên được. Em hiểu ý chị không? Nhá. Cho nên cần kiểm tra lại một lần nữa. Và chị sẽ chỉ cho em các chỉ tiêu từ, tức là có nghĩa từ trên cái bảng cân đối tài khoản này này, hiểu không? Mà đưa lên bảng cân đối kế toán như thế nào. Thì về nguyên tắc bảng cân đối tài khoản này, nó thể vừa thể hiện cả số dư đầu kỳ
phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ. Nhưng bảng cân đối kế toán nó chỉ lấy có số dư đầu và số dư cuối thôi. Click vào xuất khẩu ở đây, xuất khẩu là Excel. Ở đây là chị sẽ để ngoài, ở đây là cân đối tài khoản. Và sau đó chị sẽ đi phân tích từng chỉ tiêu nhé, ở trên cái bảng cân đối tài khoản này. Lên trên bảng cân đối kế toán cho em. Em sẽ dò vào trong thứ 3 này, báo cáo tình hình tài chính này. Đó, vẫn là quay lại cái nội dung chị vừa mới đính vào đây thì nó cũng giữ nguyên cho mình ấy. Nhá. Nào, từ đây mình sẽ đưa lên được báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính này chỉ lấy những số dư từ tài khoản đầu 1 cho đến tài khoản đầu 4 đưa vào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ phân tích này. Nhá. Căn cứ vào bảng cân đối tài khoản, có nghĩa là bảng cân đối tài khoản này phải đúng thì báo cáo tài chính nó mới đúng. Ví dụ, chị sẽ phân tích cuối số cuối kỳ thôi, số đầu kỳ chị bỏ qua. Tương tự, tiền và các khoản tương đương tiền, em ghi. Nào, cách lấy các chỉ tiêu, chị nói qua thôi, chị sẽ gửi cho em một cái file nhá. Đợt trước chị cũng đã gửi cho em một cái file đấy rồi đấy. Em có nhìn thấy ạ? Em nhìn, có nhìn không? Có mở ra xem không? Chị chưa, hay sao á? Chị gửi qua Zalo cho em một cái file về các chỉ tiêu ở trên báo cáo tài chính ấy. Tiền và các khoản tương đương tiền nhá, là sẽ lấy số dư nợ 111 cộng 112 đưa lên đây. Em ghi như vậy đi. Nào, chỉ tiêu 111 này sẽ bằng này nợ 111 này cộng nợ 112. Nghe chưa? Đương nhiên là số cuối kỳ thì phải lấy số cuối kỳ, mà số đầu kỳ thì lấy số đầu kỳ rồi, đúng không? Tiếp theo, chỉ tiêu 131 này nhá, phải thu của khách hàng là lấy dư nợ của tài khoản 131, tức là 384 triệu, được chưa? Trả trước cho người bán 132 nhá, thì sẽ bằng dư nợ của tài khoản 331, hiểu chưa? Phải thu khác, đây chỉ tiêu phải thu khác này. Chỉ tiêu phải thu khác ở đây là 134 bằng 41.693.000 này này. Chỉ tiêu phải thu khác 134 thì sẽ bằng chỉ tiêu 138. Đây em này. Nhá, phải thu khác chính là bằng này. Tài khoản 138 cộng với bên nợ của tài khoản nào? 338, đúng không? Thấy chưa, nó lấy, tức là nó lấy, nó sẽ tổng hợp bên nợ với nhau nhá, hiểu không? Bên nợ chính là tài sản đấy nhá, hiểu là như thế. Bên nợ này, dư nợ này nhá, chính là nó sẽ tương ứng, nó sẽ đưa lên cột tài sản cho em. Thế thì bây giờ chị giải thích tại sao lại phải thu khác lại bằng bên nợ của 138 cộng bên nợ của 338 mà em? Bởi vì nợ 138 là khoản phải thu là chắc chắn rồi, bởi vì nội dung của nó này có phải là phải thu khác không, đúng không? Thế nhưng bên có lại là phải trả cơ, nhưng mà bản chất của phải trả nó là bên có, nhưng nó đang nằm ở bên nợ ấy, hiểu không? Là mình đang trả thừa, mà trả thừa đương nhiên mình phải thu về, em hiểu không? Hả? Ừ, đấy gọi là các khoản phải thu khác ở đây này, được chưa? 41 triệu này. Ghi tiếp, chỉ tiêu hàng tồn kho 141 ấy sẽ bằng 152 cộng 153 cộng 154 cộng 1555, được chưa? Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, em ghi, thì bằng dư nợ của tài khoản 133. Cái này là quá đương nhiên rồi, đúng không? Đây 133 này, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là dư nợ của 133 đấy, 136 triệu này, đúng không? Đưa lên đây là 136 triệu này. Tiếp tục, chỉ tiêu tài sản khác mở ngoặc 182, mã 182 đấy, thì bằng dư nợ của 242, ghi bằng dư nợ của 242. Thế ra là nguyên rồi. 20 triệu. Tiếp tục nào, phải trả người bán mã 311 thì bằng dư có của tài khoản 331. Đương nhiên đúng không? Này, phải trả cho người bán, em ghi đi. Phải trả cho người bán thì bằng dư có cho tài khoản của tài khoản 331. Hiểu chưa? Nào, dư có này.
Thực ra ấy, phần mềm lấy hết rồi nhá. Đây à, cơ bản nhất là em phải lên được cân đối đúng thôi, cân đối tài khoản đúng, còn cái này phần mềm lấy lên hết rồi, nhưng mà chị vẫn phải dạy cho em để em đọc hiểu. Tiếp tục này, người mua trả tiền trước nhá. Người mua trả tiền trước ở chỉ tiêu 312 này nhá, là 263.931.360 đồng. Người mua trả tiền trước theo em nó là chỉ tiêu nào? Khoản thu khách hàng. Ừ, người mua trả tiền trước là bên có của tài khoản nào? 131 đúng không? Như là chị đã phân tích rất là nhiều ở cái tài khoản 131 này và 331. Nó là cái tài khoản lưỡng tính, cho nên là nó vừa có số dư bên nợ, vừa có số dư bên có, đúng không? Bên có này là người mua trả tiền trước này, đúng không? Thuế và các khoản phải nộp nhà nước này, tức là dư có của 333, đúng không? Nhưng mà chị đang thấy vấn đề của em à, cái này là do cái quý 3 này em chưa cân đối thuế này, đúng không? Chưa khấu trừ ấy, phải không nào? Cho nên là 333 em vẫn còn chưa đúng đâu. 133 với 333 chưa đúng. Nhưng mà cái này chị bảo em là bây giờ đang thời điểm này là em bắt đầu cân đối VAT được đây này nhá, nộp được 2 được đây này, thì em cân đối lại. Nhưng đại loại ở trên báo cáo là gì? Cái chỉ tiêu này chính là dư có của tài khoản 333, thuế phải nộp nhá. Hiểu chưa? Tiếp tục. Phải trả khác. Em ghi là bằng dư có của tài khoản 338. Có thấy không? 338 nhá. Bên có này, 171.000 này. Vốn 2 tỷ đúng không? Ừ, 2 tỷ thì có nghĩa là nó đã góp vốn hết từ năm 2018 rồi. Bởi vì nào? Em nhìn này, cái số dư tiền mặt của em rất là lớn. Em hiểu không? Tức là mình phải biết cách nhìn nhận vấn đề. Số dư tiền mặt của em lớn là 1411 của em thể hiện đủ 2 tỷ rồi. Thì ở đây, các cái khoản này này, vốn của em nhá, nó nằm ngoài đăng ký kinh doanh là không được, trừ những cái kiểu hình thức góp vốn khác thì chị không nói, nó quá rộng nhá. Nhưng mà chị đang nói ở đây là đối với doanh nghiệp em thì 411 của em đủ rồi. Thì những cái bút toán này em không thể nào nói ở đây là nợ cho tài khoản 112 có 411, mà em phải đổi lại đây cho chị nào. Bỏ ghi sửa đi. Nợ 112 có 111 nhá.